Nhà đất Hằng Ni xin kính chào tất cả các anh chị khán thân mến. Và để tiếp tục với hệ thống nha đẹp, ngày hôm nay Hằng Ni giới thiệu một căn nhà phố, căn duy nhất có 102 hiện nay, vị trí rất là đẹp. Ngôi nhà cạnh bên là công an phường, ủy ban phường 9, quận Gò Vấp. Vị trí thích hợp vừa ở, mở phòng công ty, kinh doanh tiệm nail, tiệm tóc, serum spa tại nhà cũng được luôn. Và Hằng Ni đang có mặt bên trong con hẻm cửa trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9, quận Gò Vấp. Nhà mình giao với đường Nguyễn Văn Khối, đường Quang Trung, kế bên chợ đêm Hạnh Thông Tây và cách ngã năm Gò Vấp tầm khoảng 7 đến 10 phút di chuyển, cách quận Bình Thạnh, Phú Nhuận và sân bay Tân Sơn Nhất chỉ từ 15 phút. Một căn nhà phố kế bên ủy ban phường 9. Đường trước nhà của mình chạy nhựa hiện hữu rộng từ 7 đến 8 mét, hai chiếc xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau được. Đường chạy nhựa rất là sạch đẹp luôn cả nhà. Khu nhà cao tầng có camera khu phố tương đối an toàn khách hàng khi mà an cư sinh sống. Với vị trí tọa lạc ngay hẻm một trục, cách mặt tiền đường Lê Văn Thọ 50 mét di chuyển. Và kế bên nhà mình cũng như là phía sau lưng nhà là ủy ban phường, một vị trí tương đối an ninh. Cả nhà khi mà an cư sinh sống tại ngôi nhà này không cần lo về vấn đề an ninh trật tự. Căn hiếm có khó tìm, căn duy nhất trên thị trường hiện nay, nằm ngay một vị trí tương đối đẹp như vậy. Với mẫu kiến trúc hiện đại, một trệt một lẫn hai lầu thêm ban công sân thượng bên trên, mỗi tầng đều được gia chủ mình có chỗ ban công ra bên ngoài vô cùng thông thoáng. Tính ra nhà mình lên tới 5 tấm lận. Và nhà thuộc hướng chính từ hướng đông bắc, phù hợp khách hàng mình cứ mệnh là Tây Tứ Trạch. Với diện tích chiều ngang là 4m2, chiều sâu vào là 15,5m. Công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, mặt tiền có thể là kinh doanh mua bán online, mở văn phòng công ty, spa, tiệm nail tại nhà cũng được. Bên trên có tổng là 4 phòng ngủ, trong đó mình có phòng thờ, ban công, sân thượng đầy đủ như cả nhà. Và nhà được gia chủ thiết kế có một khoảng sân phía trước, khu vực trồng cây, trồng hoa mini hoặc có là khu vực radar ô tô, rất là phù hợp khách hàng mình an cư sinh sống. Và gia chủ đang rao bán cho ngôi nhà này với mức giá là 10 tỷ 380 triệu đồng, giá còn thương lượng trực tiếp chủ nhà của mình nữa. Và Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà. Và cùng Hằng Ni bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Khu vực tầng trệt được gia chủ mình nè, với mẫu kiến trúc hiện đại, một trệt một lửng, hai lầu thêm ban công sân thượng bên trên, tính ra nhà mình lên tới 5 tấm lận. Mẫu kiến trúc hiện đại, mỗi tầng đều được gia chủ mình có chỗ ban công ra bên ngoài vô cùng thông thoáng. Và đặc biệt đó là ngôi nhà mình ngay khoảng khu vực tầng lửng còn được gia chủ mình thiết kế một khoảng ban công rất là rộng luôn nè cả nhà. Khu vực trồng cây, trồng hoa chiêu lắm luôn á. Và thuộc hướng chính là hướng đông bắc, phù hợp khách hàng mình cứ mệnh là Tây Tứ Trạch. Với diện tích chiều ngang cho ngôi nhà là ngang 4m2, chiều sâu là 15,5m. Công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô. Bên trên có tổng là 4 phòng ngủ, trong đó mình có phòng thờ, ban công, sân thượng đầy đủ. Đặc biệt đó là nhà mình có thêm một khoảng sân phía trước mình nơi làm đổ radar ô tô nè, hoặc có là kinh doanh mua bán online, làm văn phòng công ty, spa, tiệm nail tại nhà cũng được luôn. Một vị trí rất là đẹp luôn cả nhà. Và gia chủ đang rao bán cho ngôi nhà này với mức giá là 10 tỷ 380 triệu đồng, giá còn thương lượng trực tiếp chủ nhà của mình nữa. Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà. Và cùng Hằng Ni bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Khu vực tầng trệt được gia chủ trang bị cho mình gồm hai lớp cửa ra vào, một lớp cửa sắt 4 cánh, bên trong thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực nữa. Và mặt tiền phía trước được gia chủ mình ốp gạch đá cả nhà, với tông màu nhìn rất là sang luôn á. Và di chuyển vào bên trong mình có một khoảng sân nè, có thể là đổ xe ô tô hoặc là xe gắn máy. Mình mở văn phòng công ty thì khoảng sân phía trước này mình đậu được khoảng chừng 10 chiếc xe máy tương đối thoải mái luôn. Gạch hai phía bên thành tường của mình được gia chủ ốp cao phun trần lên trên, với tông chỗ đậu là màu trắng nhìn rất là sạch sẽ và sang luôn cả nhà. Và di chuyển vào bên trong được gia chủ thiết kế cho mình khu vực tầng trệt, có là đổ được xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ, xe bán tải tương đối thoải mái. Khoảng không gian này á, gia chủ mình xây dựng để ở cho nên là thiết kế nhìn rất là chắc và sạch luôn. Hai phía bên mảng tường của mình ốp gạch cao phun trần lên trên, có thêm những cái phiêu chỉ nhấn nhá làm điểm nhấn cho ngôi nhà của mình. Và di chuyển bậc cấp, gian phòng khách xây dựng là tầng ngược phía sau, và mình còn có toilet sử dụng tại tầng trệt nè. Lavabo đường soi nằm phía bên ngoài, bên trong đó là bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen đứng, gạch ốp cao phun trần lên trên. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm như là một lần nữa từ gian phòng khách nhìn ra mặt tiền phía trước, và Hằng Ni tiếp tục di chuyển lên cái tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan.
Ngôi nhà này với lợi thế diện tích chiều ngang là 4m2 lận ở cả nhà. Vào nhà của mình tương đối thoáng luôn. Gia chủ xây dựng để ở, đa số là ốp gạch, nhìn nhà mình rất là chắc chắn luôn á. Bên dưới chân cầu thang của mình có hệ thống đèn chiếu sáng. Và Hằng Ni đang có mặt tại gian phòng khách đã được gia chủ trang bị hoàn thiện. Mình có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, tủ rượu, tủ trưng bày được gia chủ sử dụng toàn bộ chất liệu gỗ bên trong nhà cho mình là gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mẩm. Và bảo hành của hàng mình trong thời gian an cư sinh sống, khu vực gian phòng khách của mình bước vào bên trong nhìn rất là thoáng luôn. Nhà mát lắm cả nhà ơi, ngang 4m2 mà chiều sâu là 15,5m nha cả nhà. Đã được gia chủ trang bị đầy đủ nội thất, chúng ta mua về chỉ cần xách vali vào ở. Đây mảng thượng khu vực kệ tủ tivi của mình nè, được gia chủ mình ốp những cái tấm giả đá, thêm những cái phiêu trĩ. Sử dụng cho mình tủ gỗ là gỗ của an cường, có hệ thống đèn led chiếu sáng bên trong, nhìn nét lắm luôn á. Một trệt một lẫn hai lầu thêm ban công sân thượng bên trên, ngang 4m2, chiều sâu là 15,5m. Nhà mình kế bên công an, ủy ban phường chính, một khu phố văn hóa, không lo về vấn đề an ninh trật tự. Khu vực này thì phải nói là an ninh tuyệt đối luôn á cả nhà. Mở phòng phòng thông ti, kinh doanh mua bán online gì cũng được. Ngay vị trí kế bên công an phường luôn, một vị trí quá là đẹp luôn á. Vàng đi di chuyển tiếp tục lên tầng tiếp theo rồi cả nhà mình cùng tham quan. Gia chủ thiết kế cho mình rất là chăm chút luôn á. Khu vực ngăn cách này cả nhà, còn thiết kế cho mình thêm một cái hệ tủ rượu, tủ trưng bày nữa nè, sử dụng cho mình là chất liệu gỗ an cường. Và dành hẳn riêng tầng lửng bên trên làm gian bếp cho mình. Đặc biệt đó là căn nhà này Hằng Ni rất là thích cái gian bếp luôn, do là mình có cái khoảng sân vườn phía trước, khu vực trồng cây trồng hoa, nhìn vừa thoáng mà vừa chill nữa chứ. Đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện, mình có bộ bàn ăn 6 ghế, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Mảng thường khu vực bàn ăn được gia chủ mình ốp những tấm lam rộ, tấm giả đá, thêm những cái phiêu trĩ đẹp quá ha cả nhà. Toàn bộ chất liệu gỗ bên trong nhà cho mình là gỗ an cường. Rèm màn cửa hai lớp phía trước và ban công. Ra đây mình để thêm bộ ghế gỗ để ngồi nè, ghế xích đu, nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê. Đó, chiều trưa, cây xanh thông thoáng mát mẻ lắm luôn á cả nhà. Gió trời cứ hiu 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 vậy đó. Nhà mình nó phải nói là thiết kế vừa thoáng mà vừa đẹp đấy chứ. Đó, nhìn ra khu nhà chân cư ở An Hữu nè cả nhà, thoáng quá ha. Tìm đâu một căn nhà vị trí như vậy nữa. Hẻm một chục của trục đường Lê Văn Thọ, đầu đường là quán cà phê Sapa nè. Chỉ chuyển ra ngoài đó thì nhà hàng, quán ăn, cà phê, rồi ngân hàng ACB, rồi Techcombank gì cũng có ngoài trục đường ngoài này thôi nè cả nhà, cách chỉ khoảng 100m đối diện con hẻm nhà mình thôi á. Một vị trí khu nhà dân cư xây dựng đồng bộ quá là đẹp và thoáng luôn. Vàng đi tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Lâu rồi mới thấy một căn nhà vị trí đẹp như vậy, mà trục đường thông thoáng mát mẻ. Mình vào mình thương lượng với chính chủ để sở hữu căn nhà này với giá bán hợp lý nha cả nhà. Và nhìn lên bên trên nè. Đó. Vàng đi tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên này cả nhà mình cùng tham quan. Mình về mình gắn thêm những cái lớp mái che di động bên trên đó cả nhà, thì sẽ không có lo nắng mưa đâu, trời mưa thì mình kéo qua kéo lại gì đó. Thoáng quá ha. Thích nhất là những cái gian phòng bếp mà có cái ban công phía trước như vậy, để bàn trà ghế ngồi ra ăn sáng nè. Rồi buổi chiều đó mình ra ăn cơm cũng được luôn. Vừa thoáng vừa mát nữa chứ. Gia chủ đã đầu tư cho mình hoàn thiện tủ lạnh space size lớn, rồi khoảng không gian khu vực tầng lẫn nhìn thông tầng xuống bên dưới, đầy đủ các trang thiết bị bên trong nhà nha cả nhà. Cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình để đến tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà với chính chủ. Hoặc có là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà, khách hàng mình chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Và Hằng Ni đang có mặt tại lầu đầu tiên được gia chủ thiết kế làm hai phòng ngủ, phòng phía trước và phòng phía sau. Phòng phía trước mình có đầy đủ các trang thiết bị nội thất, giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm, sử dụng toàn bộ cho mình là chất liệu gỗ an cường, bên dưới là lót gạch da gỗ cả nhà, và toilet sử dụng riêng dành cho mỗi phòng luôn. Lavabo đường soi và tấm hoa sen, bồn vệ sinh, rạch ốp cao phun trần lên trên luôn cả nhà, đầy đủ các trang thiết bị. À, mảng tường khu vực kệ tủ tivi nè, mình ốp những cái tấm giả đá. Nhà của mình nó gia chủ thiết kế với tông hiện đại, bước vào bên trong nhà của mình không cần quá cầu kỳ nhưng mà nhìn rất là thoáng luôn á. Ngôi nhà này Hằng Ni thích nhất là vị trí, không nói về những cái đồ nội thất bên trong nhà nha cả nhà,
thì đa số thì nhà nào cũng như nhà nào thôi, chỉ khác một tí về đồ decor thiết kế, nhưng mà vị trí này là tìm không có căn thứ hai luôn á, thoáng mát như vậy và vẫn là thích nhất cái khoảng không gian khu vực tầng lửng, không tìm có căn thứ hai đâu cả nhà ơi. Đó, khu nhà cao tầng xây dựng đồng bộ cả nhà, vừa đẹp vừa to vừa thoáng nữa chứ. Và hàng đi chuyện tiếp tục, phòng ngủ tiếp theo đó cả nhà mình cùng tham quan. Mỗi phòng được gia chủ mình đầu tư đầy đủ nội thất và máy lạnh dành riêng cho mỗi phòng. Cả nhà mình mua về chỉ cần xách vali vào ở. Vàng đi tiếp tục di chuyển lên cái tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan nè. Sinh, lão, bệnh, tử, sinh. Có hệ thống đèn đã chiếu sáng bên dưới, di chuyển là phòng ngủ thứ hai nằm ở phía sau. Phòng phía trước là có ban công, phòng phía sau là có khu vực ô cửa sổ giếng trời. Tương đối thoáng luôn cả nhà. Đây khiến trời phía ngoài này nè. Phía sau lưng nhà mình á, ngoài này á là công an phường cả nhà, cho nên rất là an ninh luôn á. Nhà mình á mà mình không có xây dựng cái này nè, mình làm cái này thôi cũng an ninh luôn, tại vì ngay công an phường mà. À, giường ngủ nè, tủ quần áo, bàn trang điểm, đầy đủ các trang thiết bị. Gia chủ thiết kế một cái tông màu xanh nhìn rất là tươi mát luôn á. Lâu rồi mới thấy nhà nào mà thiết kế cái mảng tường màu xanh, màu sơn màu xanh như vậy. Nhìn nó ngọt ngọt mà nó rất là mát mẻ luôn cả nhà. Mấy cái mùa nóng như vậy mà vào những cái căn phòng vậy thấy thoáng đúng không? Và Hằng Ly tiếp tục di chuyển lên cái tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Nhưng mà riêng Hằng Ly thì Hằng Ly không có thích cái màu xanh này, em thích cái màu tông trắng với tông kem hơn. Nhưng mà em thấy cái màu này cũng rất là đặc biệt á, nhìn nó lạ lạ cả nhà. Và em tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Nằm trong phân khúc giá bán 10 tỷ hơn nha cả nhà, mình vào mình làm việc với chính chủ và sở hữu với giá bán hợp lý nhất. Và Hằng Ly đang có mặt tại lầu tiếp theo. Cũng đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện, tương đồng giống tầng bên dưới, mình có toilet sử dụng riêng bên trong. Đó. Cũng đầy đủ các trang thiết bị. Vẫn là ban công chỗ ra phía trước nè cả nhà. Khu vực ban công, khu vực trồng cây, trồng hoa. Khu nhà cao tầng tương đối an ninh. Căn bên đối diện mình đó là hồi trước thằng này có vay lâu lắm luôn rồi đó. Cách đây 2 năm mấy, 3 năm rồi đó cả nhà. Đó. Và giờ ở dân cư mình ở hiện hữu rồi. Lâu lâu quay những cái trục đường mà ra những căn nhà mới á, thì những căn mà 2-3 năm trước bán rồi á, khu vực Gò Vấp mình phải nói rất là phát triển luôn. Những khu nhà cao tầng xây dựng đồng bộ mỗi năm như vậy thì đều tăng trưởng phát triển. Rồi thêm siêu thị, rồi gì gì cũng có đổ về đây rất là nhiều luôn cả nhà. Trục đường nào cũng có ngân hàng hết trơn á. Tôi lấy chân phòng này nè. Và di chuyển tiếp tục, phòng ngủ tiếp theo nằm ở phía sau. Cũng đầy đủ các trang thiết bị nha cả nhà. Ô cửa sổ đứng trời phía ngoài nè. Rồi giường ngủ nè, tủ quần áo. Phòng thì tương đối rộng luôn. Rồi tủ tivi, máy lạnh, rồi toilet sử dụng riêng bên trong. Tương đồng giống y chang từ bên dưới. Hằng Ly xin phép sẽ lên máy nhanh. Cả nhà mình đang tìm một căn nhà, mình tìm khu quận Bình Thạnh, Phú Nhuận mà tìm hoài không có, thì mình thử về Gò Vấp mình xem nhà thử đi. Khu dưới đây thì được cái đường rộng mà mình di chuyển thêm chỉ khoảng 10 phút nữa. Rồi một căn nhà thoải mái lắm rồi. Đường rộng, rồi ô tô để vào bên trong nhà luôn. Và Hằng Ly đang có mặt tại lầu thứ 3 nè. Bên trên được gia chủ thiết kế làm ô cửa giếng trời lên ánh sáng trực tiếp cho ngôi nhà của mình vào ban ngày, đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Và mình sẽ có sân thượng trước, sân thượng sau đầy đủ nha cả nhà. Sân thượng phía sau đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Tháng chưa, mình có bồn tắm sục, bồn tắm nằm, phòng xông hơi đá nóng, nơi không thể bỏ qua cho ngôi nhà của mình. Bên trên gia chủ ốp mình có tấm nằm gỗ cả nhà, và khu vực để máy giặt máy sấy nè. Đó. Đầy đủ luôn, này để giặt giấy, để làm sân phơi. Rồi phía trước thì không thể bỏ qua nữa. Một khu vực phòng thờ ông bà tổ tiên, tùy theo phong tục tập quán của gia đình mình. Gia chủ đã đầu tư hoàn thiện cả nhà. Mình sử dụng khu vực này làm phòng thờ nè, tùy theo phong tục tập quán gia đình mình. Hoặc là sử dụng phía trước này làm khu vực sân phơi, giặt giấy. Gia chủ đã lắp sẵn cho mình giai cấp thoát nước rồi. Hoặc là mình để làm cái phòng xông hơi phía sau cũng được. Rồi ban công sân thượng phía trước thì khu vực trồng cây trồng hoa, để thêm bàn trà ghế ngồi lên nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê. Tháng chưa. Ui, cái vị trí này phải nói quá là đẹp luôn cả nhà ơi. Và video của Hằng Ly đến đây cũng kết thúc rồi.
Năn nỉ chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều, luôn đó xem ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng xin gửi lời cảm ơn, một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và mình đón chào một năm 2024, còn vài tháng nữa bước ra 2025 rồi cả nhà. Mình mua nhà đón Tết thôi. Một năm vậy sự như ý. Và em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.